Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Hoàng Sơn Design. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đến cắt mẫu đầm này nhé. Chúng ta có một mẫu đầm cổ tròn, có một đường cắt xẻ ở đây này. Đó. Chúng ta có một đường cắt từ cổ ra đến nách và kẹp phần bèo ở đây. Tay hến hở nách. Chờ, giá mút chỉ, mình cắt rời ngang eo. Đó. Đầu tiên các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái dập đầm cơ bản. Tùy theo dập góc ban đầu các bạn có, chúng ta sẽ sử dụng nhé. Bạn nào nhu cầu mua dập gốc Levi giống như mình đang có ở đây thì các bạn có thể nhắn tin cho mình qua Zalo nhé. Ở đây chúng ta sẽ có phần thân trước và thân sau. Đầu tiên các bạn sẽ cắt rời cho mình cái đường hạ eo này ra, cả hai thân luôn nhé. Đối với phần thân trước này, ở đây thì chúng ta sẽ thân trước là mở đôi nhé, là không phải gấp đôi liền đây mà nó sẽ mở ra thành hai thân. Đó. Các bạn sẽ xác định sâu cổ cho mình, chúng ta lấy từ sâu cổ cơ bản xuống cho mình tầm khoảng 3 đến 4 phân. 3 đến 4 phân. Sau đó thì các bạn sẽ lấy từ đây xuống cho mình tầm khoảng 9 đến 10 phân để chúng ta làm cái phần xẻ này ra nhé. Đó. Ở đây thì các bạn sẽ vẽ nhé. Được chưa? Đó. Tiếp đến ngang cổ thì các bạn sẽ lấy ra cho mình tầm khoảng 9 đến 10 phân. 9 đến 10 nhé. Ta sẽ kẻ hai cái đường này ra. Các bạn vẽ cho mình vòng cổ vào đây. Cắt này rộng ra một chút nhà tí đấy, chúng ta sẽ đóng phần ly ở cổ này nữa. Phần này các bạn sẽ cắt luôn vào đây. Chỗ là khuyết này thì các bạn sẽ viền vào cho mình. Tiếp đến thì các bạn sẽ bấm phần ly thân này ra. Chúng ta đóng ly vai lại. Dán vào đây. Bạn sẽ kẻ lại mình cái đường vai con này. Ta cắt đường này đi. Ở đây các bạn sẽ giảm ly cổ này. Bạn dán vào cho mình. Sau đó chúng ta sẽ vẽ lại và cắt lại cái đường cổ này nhé. Ok. Tiếp đến này. Ở đây thì các bạn sẽ thấy nó có một đường cắt từ cổ chéo ra nách. Và đoạn này thì chúng ta sẽ kẹp phần bèo vào. Ở đây thì các bạn sẽ lấy từ đây xuống cho mình tầm 4 phân. Các bạn cắt chéo này xuống đây nhé. Chưa? Chéo nhiều hay ít thì tùy nhé. Đoạn này chúng ta phối với cái phần gen. Đấy, các bạn cắt rời cái này ra. Được chưa? Đó. Tiếp đến. Ở đây thì bạn sẽ cắt cho mình một đường. Chúng ta chia đôi cái khoảng này ra nhé. Cắt bổ mảnh vào đây. Đó. Đường bổ mảnh nhé. Chúng ta cắt luôn theo phần ly này. Lọc bỏ hết ly đi. Ở đây thì mình sẽ làm phần bèo luôn. Thì các bạn sẽ đặt lên một tờ giấy như này cho mình. Chúng ta sẽ sang dấu lại đường sườn này, vòng nách này, đường cắt, đường cổ ở đây. Chưa?
Chúng ta sẽ lấy từ cái điểm họng cổ này, các bạn lấy ra đây cho mình được khoảng 2 phân, 2 phân nhé. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ vẽ cái này, phần vẽ ra đây. Được chưa? Cong đến phần này, lấy từ hạ nách này các bạn lấy xuống cho mình tầm 6-7 phân gì đấy. Các bạn muốn làm này nó nhiều thì các bạn sẽ cắt xuống nhiều nhé. Phải cắt rời cái này ra cho mình. Nó chỉ có ở thân trước thôi nhá, thân sau thì các bạn sẽ không cần làm. Ở đây mình sẽ cắt rời cái bộ mảnh này luôn này. Và lọc bỏ hết ly. Đó. Đối với thân sau thì các bạn sẽ lấy phần thân trước này, chúng ta sẽ đặt hai đường vai bằng nhau, lấy đường ngang cổ thân sau và lấy sâu cổ xuống cho mình tầm khoảng 3 đến 3 phân rưỡi. Cắt này đi. Được chưa nhỉ? Đó. Nếu như thân sau các bạn muốn làm cái phần gen nhé, chúng ta có thể cắt tương tự như thân trước, các bạn lấy từ đây xuống mình 4 phân. Chúng ta cắt chéo vào đây. Đoạn này thì chúng ta sẽ phối với cái gen, phối với vải gen nhé. Đoạn này thì các bạn có thể cắt bộ mảnh nách hoặc là chúng ta sẽ chiết cái ly này vào, tùy ý nhé. Đó. Còn về cái phần bèo này, các bạn cắt được như này rồi chúng ta sẽ bấm ra. Chưa? Các bạn bấm ra cho mình tầm khoảng 2 đến 3 đường để chúng ta giải tách nó ra. Bạn sẽ mở cái này ra cho mình. Sau đó chúng ta sẽ sang dấu lại. Các bạn lượn lại cái đường này cho mình. Ok. Và cắt này đi ra. Được chưa nhỉ? Rồi các bạn khi chúng ta may nhé, các bạn sẽ ghép này vào cho mình. Chúng ta chắp các đường bộ mảnh lại nhau này. Sau đó chúng ta kẹp cái bèo này vào đây. Đấy, mình sẽ dán lại cho các bạn nhìn nha. Chúng ta sẽ may ghim sườn này, nách này và cái đường bổ mảnh. Ta ghim hết lại với nhau, ghim cả đoạn cổ này luôn nhá. Được chưa? Nhà đây các bạn đã thấy là nó có độ chuẩn ra rồi. Đó.
À. Chưa nhỉ? Sau đó thì chúng ta sẽ may với cả cái lớp ren ở đây. Được chưa? May cả phần ren đây. Sau đó thì các bạn mới viền cái cổ cho mình nhá. Đó, ta viền cái cổ vào đây. Chưa? Phần sau thì các bạn ráp cái này vào nhau thôi. Với phần thân phía bên dưới thì các bạn sẽ chiết ly cho mình như bình thường nhé. Dán bút chì mà, và chiết ly vào như bình thường. Còn về phần tay, tay hến ở nách này, thì các bạn có thể chia ba cái vòng nách này ra. Chúng ta lấy một điểm chia ba ở đây chẳng hạn. Các bạn lấy dài tay xuống cho mình từ khoảng 10 đến 12 phân. 10 đến 12 phân. Lấy một điểm chia ba, chúng ta nối một đường cong vào đây. Sau đó thì các bạn lấy từ đây vào cho mình một phân nhé. Giảm bớt đi để cho nó ôm được cái phần bắp tay hơn. Đó. Cắt vào đây. Có bạn muốn làm cái này nó ngắn hơn thì các bạn có thể lấy cao hơn. Chưa? Lấy cao lên nha. Chưa? Rồi chúng ta may vào thân. Cái nửa nách phía dưới này thì các bạn sẽ viền vào cho mình nhé. Thân trên thì nửa bên trên này chúng ta vẫn may tra tay như bình thường thôi. Đó. Ok, như vậy là mình đã dẫn xong các bạn cái mũ đầm cho mẫu sẵn. Các bạn cảm thấy video hữu ích, hãy like, chia sẻ và kênh theo dõi kênh mình nhé. Xin chào các bạn.